Chủ gara thuê người tạo ổ gà trên quốc lộ để trục lợi. Ngày 6 tháng 8, anh Ngô Minh Trung chủ một gara sửa xe gần quốc lộ 28B bị công an huyện Đức Trọng lập hồ sơ xử lý về hành vi cản trở giao thông đường bộ theo điều 261 Bộ luật hình sự. Được biết, anh Trung thuê Trần Đức Hoàng và lại Nguyễn Văn Tài tạo những ổ gà trên quốc lộ 28B để các xe xịt lốp, hỏng mâm sẽ đến tiệm sửa chữa tăng doanh thu. Lợi dụng những ngày mưa gió, đêm tối, các đối tượng dùng xà beng, cuốc chim đi dọc quốc lộ 28B đào bới, tạo những ổ gà có cạnh nhọn. Khuya 1 tháng 8, một người được Trung thuê đang đào phá mặt quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tiếp giáp với huyện Đức Trọng bị người dân phát hiện bắt giữ, giao công an. Ngô Minh Trung khai, khi đèo Bảo Lộc bị sạt lở, ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận phải chuyển hướng sang quốc lộ 28B để đến Đà Lạt, Lâm Đồng nên nảy sinh ý định tạo ra ổ gà trên tuyến đường này. Các ô tô sập hố, hư hỏng mâm, xịt lốp sẽ đến tiệm của Trung sửa chữa.